Chào bác, hôm nay cửa hàng Mai Trang lên clip giới thiệu bác lô máy cưa xích nhiệt bãi. Lô này em sẽ lô chữ B nha các bác nhé. Lô này em bên sẽ gồm có 7 con máy này, sẽ cùng có máy Estin này, Makita, Echo này, Echo nhá. Tay dài, tay cụt Hitachi rất là đẹp, lô này cực kỳ xuất sắc nhá. Bác xem clip thì vui lòng cho em xin nút like, đăng ký kênh và cho thông báo em xin lại số điện thoại là 0976123370 các bác nhá. Sản phẩm khi bác mua cưa xích bên em thì sẽ gồm có 3 món theo kèm này, rũa tiếp và tô vít nhá, 3 món theo kèm nhá. Rồi xin phép giới thiệu luôn. Thì đầu tiên con B1 ngày hôm nay em có một con cưa tay cụt nhá, Hitachi nhá. Con này thì thích hợp cho bác cắt leo trèo tiểu cành, cắt củi gia đình. Đấy, đây là một cái hệ mà anh em cắt xung quanh vườn nhà. Thì các bác nào mình chỉ có nhu cầu muốn mua con cưa mini nhá, cho nó dễ dàng di chuyển. Con này trọng lượng chỉ 4kg thôi các bác nhá. Chụp ra là trợ lực này, bơm xăng phụ này. Con này thì phun chức năng. Máy trong này có suất khá lớn này, 33cc nóng 37 ly nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Hai lá bạc nhá, rất là mạnh. Con này thì thắng xích, thắng xiếc có hết các bác nhá, phun chức năng luôn. Đó, rất là an toàn. Lam mà cắt là 30, lam 35, xích chung 91. Con này cắt tải rất là sướng, máy đẹp keng các bác này, xuất sắc luôn, trọng lượng chỉ 4kg thôi, chạy siêu loại xăng. Rồi con này giá 1.9 triệu bao phí ship B1 nhá. Đây. Phí ship B1 này. Tiếp theo B2 này. B2 một con Hitachi nhá. Con này Hitachi tay dài. Các bác không thích tay cụt thì các bác có thể chuyển sang con tay dài nhá. Con này trọng lượng 4.5kg, máy còn đẹp xuất sắc này. Lam mặt cắt là 35, lam 40, xích chung 91. Đó, tay dài thì hai ốc lam luôn, rất chắc chắn luôn nhá. Chụp ra là trợ lực này. Phun chức năng, thắng xích thắng trước có hết cho các bác nhá. Cực kỳ ngon, trọng lượng 4.5kg thôi. Máy đẹp keng này. Đó rồi, con này giá là 2.1 triệu nhá. Một trong những cái dòng tay dài đời siêu cao, siêu VIP cho các bác nhá. Đấy, cực kỳ ngon, chủ giật trợ lực luôn. Máy nhá, mà đời mới nhá, độ ổn định cao thì đây là một sự lựa chọn nhá. Cực kỳ ngon luôn, máy đời rất là cao luôn. Con này đời 2018 2019 luôn nhá. VIP luôn. Máy giá 2.1 triệu thôi, bao phí ship cho anh em nhá. Đấy, cắt gia đình, cắt củi nấu rượu các kiểu thì khỏi bàn luôn. Tiếp theo này. B3 này. B3 có một con Echo khai thác tầm trung này, con Echo này V3006 nhá. Con này đến từ thương hiệu Echo, thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Con này làm các bác nhìn bộ lam xích quá đẹp này, quá mới nhá, như chưa xài luôn. Lam mặt cắt của nó là 35, lam 40, xích chung 91. Trọng lượng con này 5.5kg. Và đặc biệt thì nó là máy chạy dòng Echo, cho nên là cắt rất là lợi xăng. Với các con này các bác phải cắt khai thác tầm trung này, cắt vanh gỗ tầm 150 đổ lại nhá. Hạ cây đứng cực kỳ ngon luôn. Bơm xăng phụ ống siếc đủ, phun chức năng hết cho 5.5kg. Đó, Echo thì thương hiệu quá nổi tiếng rồi, cực kỳ lợi xăng. Rồi test nổ con B3 cho các bác, con này giá 2.4 triệu thôi, bao phí ship cho anh em nhá. Con này giá 2.4 triệu bao ship này. Tiếp theo này, con B4 này. B4 ngày hôm nay thì một con cưa Echo Green. Cái dòng này là một cái dòng hệ cắt gia đình của Echo. Con này thì chạy chuyên dụng cho các bác cắt gia đình nhá. Được trang bị lam khá dài. Lam con này lam mà cắt 40, lam 45 này, lam xịn đẹp keng các bác này. Con này xài xịn chung 91 nhá. Máy thì có xả áp này. Đời Green này thì xài cực kỳ lợi xăng nhá, và đặc biệt cái độ bền rất là cao. Đấy, Green là bảo vệ môi trường cho nên nó chạy cực kỳ lợi xăng nhá. Lợi xăng nhất trong cái dòng máy cưa xích rồi. Độ nhạy nổ cao. Con này có xả áp cho các bác luôn này, có xả áp luôn nhá. Đấy, mang lại cái chất lượng máy nó sẽ bền hơn. Trọng lượng máy con này 5kg nhá. Máy được trang bị công suất là 35cc này, nòng 38 ly nhá các bác nhá. Đấy, chạy hai bạc luôn. Rồi con này giá 2.5 triệu này, chạy cực kỳ ngon nhá các bác nhá. Test nổ này. Siêu hệ cho các bác các gia đình luôn.
này chạy bao các bác là độ VIP rất là cao nhá. Con B4 giá 2,5 triệu. Tiếp theo này, tiếp theo con B5 này. B5 ngày hôm nay thì một con Echo của anh em miền Tây đây. Con Echo 362 siêu VIP, 36cc lòng 40mm. Cái hệ này thì cắt thì nó rất là đầm, rất là đầm nhá, hơi hám của nó bao bè luôn. Đấy, hệ cho anh em miền Tây xài, anh em miền Tây xài rất là ấy rồi, rất là sành về máy nhá. Máy được trang bị lam Latin này, lam xích 325, lam mà cắt 35, lam 40, xích trung 91. Con này thì trọng lượng máy này rơi tầm 5,8 kg nhá. Vòng tua rất là mạnh. Con này thì các bác xẻ được nhá, các bác xẻ được nhá. Đấy, Echo 362 máy quá đẹp các bác này. Quá đẹp nhá. Đó, xuất sắc luôn, con này phải nói là xuất sắc luôn, đẹp 95% luôn. Rồi test nổ con B5 này, con này giá 2,7 triệu nhá, bao phí ship cho anh em. Siêu đầm luôn nhá, cái thì con thì bắt xương luôn này. Nó bị vậy. Con này thì giá 2,7 triệu bao ship nhá. Quá ngon luôn. Rồi tiếp theo con B6 này, B6 ngày hôm nay có con gọi là siêu phẩm Makita này, con này sàng made in Germany nha các bác nhá. Hàng quá nét luôn các bác này, hàng Đức nhá. Đấy, những cái thương hiệu máy đến sản xuất tại Đức thì nó cực kỳ là chất lượng luôn, cực kỳ chất lượng nhá. Estin, Makita các kiểu anh em biết rồi nhá. Con này thì máy thì đẹp 97%, hàng thiếu thùng các bác nhỉ. Nhìn này. Lam xích của nó các bác nhìn bộ lam xích thì biết nó mới đến chừng nào. Con này mặt cắt của nó này, mặt cắt của nó là dài là đi em đo xem nào. Mặt cắt của nó là dài đi tầm 37 nhá. Xích trung 91. Lam 42, mặt cắt tầm 37 ạ. 37-40 gì đấy. Máy này đẹp đến từng con lốc luôn. Trọng lượng máy con này rơi là 5,5 kg. Máy thì thích hợp cho anh em đi khai thác tầm trung nhá, cắt vanh gỗ tầm 150 đổ lại. Đấy, cầm con này đi tỉa tiếc thì quá ngon luôn nhá. Đấy, cắt vanh gỗ mà tầm bằng cái xô mạ đổ lại thoải mái nhá. Đấy, thắng xích thắng chưa có hết này. Và đặc biệt thì độ mới rất là cao. Hàng mới Gemini con này MEA 3600 này. Đấy, con này 40 ly các bác nhé, 40 ly, 36cc nòng 40 ly nhá. Full chức năng, thắng xích thắng trước này, bơm dòng phụ có hết nhá, chủ ra là trợ lực lớn luôn này, máy đời cao nhá, giảm giật thì bằng lò xo, cực kỳ êm ái luôn, quá đẹp luôn các bác nhá, con này siêu phẩm luôn. Con này giá 2,9 triệu này, bao phí ship nhá. Con B6 siêu VIP luôn, con này thì quá nét luôn ạ. Tải cực kỳ là ngọt luôn, con này vào tải bao sướng nhá. Cái giá 2,9 triệu bao phí ship này, quá VIP luôn. Rồi tiếp theo cuối cùng ngày hôm nay con B7. Con B7 ngày hôm nay thì một con Estin 021, con này hàng made in Germany tiếp này các bác này. Hàng này là hàng xuất sắc nhá. Riêng Estin thì nó thương hiệu số 1 của thế giới rồi. Về cái độ bền, chất lượng, vòng tua máy nhá các bác nhá. Con này đó, Estin 021 nhá, máy được trang bị công suất là 40,2cc lòng 40mm. Trọng lượng máy 5kg, lam mặt cắt là 35, lam 40, xích trung 91. Máy này xài hai ốc giữ nam nhé, to rất chắc chắn luôn các bác này. Con này thích hợp cho anh em đi khai thác tầm trung. Và các bác nào muốn mua con máy siêu VIP thì đây là một sự lựa chọn mà số 1 luôn. Siêu VIP một phân khúc mà 40cc lòng 40mm nhá, thì nó là số 1 luôn. Cực kỳ là ngon luôn. Máy thì phun chức năng cho anh em nhé, thắng xích thắng trước có hết. Đấy. Rồi, test nổ tiếng máy B7 này, con này giá 3,8 triệu nhé. Con này thì đắt sát ra miếng luôn nha các bác nhé, các bác không phải lo. Đó, giá của nó đắt đến từng đồng luôn. Nhưng mà chất lượng của nó thì khỏi nghĩ luôn. Các bác nào muốn mua con máy mà độ ổn định cao nhá, chất lượng cao mà phải thuộc dòng siêu VIP thì đây là con này một sự lựa chọn mà đáng để cân nhắc luôn. Rồi test nổ này. Oh.
này thì xuất sắc luôn, các bác có thể cảm nhận cái vòng cua của máy nhá, quá đã luôn. Rồi, con này thì giá của nó là 3.800.000 bao phí ship nhá. Đó rồi, ok, thì em cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào cả mọi người.